Hương Linh đã chết được bao lâu rồi? Tôi chết Hơn 50 năm rồi. Ok ơi, cả nhà ơi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một loại game giải trí cao mà lại có thưởng nữa nha. Vào cái game thì chúng ta sẽ thấy một cái đồ họa rất là đẹp đây. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người ha. Nhấn vào cái phần nạp tiền góc bên phải thì nó sẽ hiện lên một cái số thông tin về chúng ta có thể nạp tiền. Qua nạp siêu tốc, nạp cào, Momo Pay hoặc là Zalo Pay, Viettel Pay, rất là nhiều cách chúng ta nạp tiền vào để chơi anh nha cả nhà. Đó. Thì tiếp theo chúng ta rút tiền. Đây, chúng ta nhấn vào phần rút tiền thì chúng ta có rất là nhiều cái phần ở đây. Chúng ta thêm tài khoản, thêm ngân hàng, thêm số tài khoản thì chúng ta có thể rút được Vietcombank, Agribank, ABC, BTC á. Thì rất là nhiều ngân hàng ở đây đầy đủ hết thì chúng ta có thể rút tiền rất là nhanh gọn luôn về tài khoản của mình chúng ta đó. Tiếp theo là chúng ta nên không thì này chúng ta có thể chia sẻ và cũng được nhận được tiền nha, gửi cho bạn bè nhận được tiền và nạp code cũng nhận được tiền đó, rất là dễ. Và đây là cái vòng quay bạc nha nha, thì gây rất là chúng rất là nhiều tiền và cái vòng quay vàng với kim cương nó rất là nhiều tiền bên trong, chúng ta quay rất là nhiều tiền bên trong luôn. Thì cái phần này chúng ta chia sẻ cũng được nhận được tiền đó, chia sẻ càng nhiều thì tiền càng nhiều cả nhà. Đây là những số người đã chia sẻ và chi tiết được nhận được thưởng trong cái game này rất là nhiều. Thì ok, thì bây giờ mình thử chơi một cái loại game nha, baccarat đó. Thì trong cái loại game này á thì nó có rất là dễ chơi thôi, chỉ có một nhà cái và một nhà con thôi. Chúng ta thấy mà ta cảm nhận mà cái nhà cái thắng thì ta đặt nhà cái, mà cảm nhận nhà con thắng đặt nhà con. Chỉ có hai loại giống như tài xỉu vậy, rất là dễ chơi và rất là dễ rút tiền cũng như nạp tiền. Để mình chơi thử cái nhà đó thì nó có phía trên và phía dưới cái bà con, rất là dễ chơi. Kết thúc cuộc đó, nhà con 8 điểm, nhà cái 5 điểm, thua. Còn cái nhà con ăn, nếu chúng ta đặt nhà con thì chúng ta thắng, nhà cái chúng ta thua, rất là dễ luôn đó. Thì mình sẽ chơi thử cho bạn xem một chút xíu thôi. Và cái đường link mà tải game này về á, thì Tú sẽ gắn với phần bình luận nha, cũng như phần mô tả nha. Đó, các bạn có thể nhắn vào đường link đó và tải game này về. Hello, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma Vlog nha cả nhà. Thì cả nhà thì hôm nay thì Tú đang chuẩn bị đi đến căn nhà hoang nên mà cái hương linh mà cái đậu trong cái lu mọi người. Thì hôm nay mình có đem trái cây nè. Nam đem trái cây với tiền vàng bạc để đến đó mình cúng cho hương linh nha. Và hôm nay đặc biệt một điều là hôm nay mình có cách để khai khẩu hương linh, thì chúng ta có thể nói chuyện cũng như hỏi được hương linh rất là nhiều điều đó. Thì hôm nay Tú cũng chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị những câu hỏi trước, tại đến khi lúc mà những lần trước mà đến mình không chuẩn bị trước á, mình đến đó mình lúc mà hương linh hiện ra cái mình bị chung bị lúng túng không biết được hỏi với gì hết đó. Thì hôm nay mình đến đó và như mình sẽ khai khẩu cho hương linh và mình sẽ hỏi hương linh rất là nhiều điều mọi người. Thì hôm nay rất là hồi hộp, không biết là khai khẩu là thành công hay là không, nhưng mà mình cũng cố gắng rồi mọi người, không biết như thế nào. Thì ok, thì trước khi vào video á, cả nhà mình nhớ cho kênh Sông Ma Vlog một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có thắc mắc điều gì thì cứ việc comment dưới phần comment nha. Đó thì rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì ok, hôm nay không nói gì dòng nữa, thì bây giờ mình bắt đầu đi đến đó nha cả nhà. Mời quý cô chú anh chị mình theo mình nha. Đường vô khó đi quá.
cái chai nước này. Ủa mình nhớ là bên kia mà sao ở đây vậy ta? Bảy chân à. Rồi kìa nha. Cũng có nhiều bạn hỏi tại sao có cái lu này. Thì cái lu này là cái lu ở trong phía trong mình đem ra ngoài này. Tại vì mình biết nó có tâm hương linh nha cả nhà. Thì hôm nay mà có đem đến chôm chôm quả bơm nè, quả lê nè, quả lê nè, đậu. Hai quả lê, hai quả bơm, một chùm chôm chôm, một chùm nhãn. Sơ sọn lại cái. Tiếng con chó thôi.
mình sẽ để đây một xíu đi. Chút xíu mình sẽ cầu cho lên lên mình nói chuyện. Cái hướng khó nghe nó bay hướng gì cái luôn. Tiếng gì trời? Tiếng đâu ta? Trong nhà này hiện tại rất là yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ mà cũng nghe được. Sao nhẹ tiếng động như vậy? Bà hỏi tiếng hướng này, bà hỏi tiếng hướng kia. Thì hôm nay tôi đến đây mục đích để giúp chư hương linh nha. Hôm nay đem trái cây đến nè, với tiền nhận bạc. Tôi cầu hương linh lên. Có một số câu hỏi tôi cần hỏi, cần biết xem tôi giúp được Linh hay không. Bây giờ mình sẽ đốt cái tiền bạc trước nha. Tiếng như ai đang lôi cái gì ấy.
Tiếng gì trời, gì lăng vậy? Tiếng gì lăng, cào 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 rồi. Bây giờ mình chỉ đợi Hương Linh xuất hiện thôi. Hôm nay tôi đến đây cầu Hương Linh lên để hỏi một số câu cũng như là muốn giúp cho Hương Linh. Thì nếu Hương Linh đang hiện diện ở đây, xin Hương Linh hãy hiện ra cho tôi hỏi đi. Nếu tôi giúp được, tôi giúp cho. Thắc mắc điều gì, oan ức điều gì, còn lưu luyến điều gì mà không chịu đi, xin Hương Linh hiện ra đi. Hương Linh xuất hiện cái nha. Hiện tại bây giờ là Hương Linh đang ngồi đối diện với mình. Thì bây giờ mình bắt đầu sẽ dùng nghi thức để mở cái khai khẩu cho Hương Linh nha.
Bây giờ Hưng Linh có thể nói chuyện được chưa? Được rồi phải không? Bây giờ đây tôi sẽ hỏi Hưng Linh. Hưng Linh cho tôi hỏi là Hưng Linh nam hay nữ? Nam hả? Xin cho tôi biết họ và tên của Hưng Linh. Sến à? Nguyễn Nhân Sến. Hương Linh đã chết được bao lâu rồi? Hơn 50 năm rồi. Khá là lâu. Chết hơn 50 năm trước rồi. Vậy lúc chết là Hương Linh bao nhiêu tuổi? 42 tuổi. Vậy tính ra bây giờ cũng rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà lúc chết thì cũng còn khá là trẻ. Vậy cái lý do chết của Hương Linh là lý do gì? Bị người ta chém cục đầu hả? Chắc theo tôi nghĩ chắc cái Hương Linh này cái thời đó là do chiến tranh, không chừng là bị bon bót. Hương Linh có đói khát gì không? Có. Thì mai tôi cũng trái cây nè. Hương Linh có dùng được không? Được ha. Giờ hỏi tiếp nha. Tại vì sao mà Hương Linh không chịu đi siêu thoát? Chết oan không muốn đi. Vậy tôi hỏi Hương Linh, thật sự trong căn nhà này là có bao nhiêu Hương Linh lận? Tới ba Hương Linh lận à? Vậy là Hương Linh ở trong căn nhà này được bao lâu rồi? 10 năm, hơn 10 năm. Bây giờ nếu bây giờ tôi giúp Hương Linh đi siêu thoát, Hương Linh có đồng ý không? Đồng ý ha. Chịu đi chứ không lẽ ở đây hoài đâu được. Vậy thôi, tại vì hôm nay tôi đến đây với mục đích là hỏi Hương Linh một số câu mà hôm nay tôi không có chuẩn bị, thì nếu để lần sau tôi đến tôi giúp Hương Linh đồng ý hay không? Đồng ý ha. Rồi lên đi mọi người. Tâm đầy ba, tâm đầy tặng có ba cơ hương linh lặng. Thì để lần sau mình đến đây mình sẽ chuẩn bị nghi thức để giúp cho cơ hương linh đi siêu thoát nha cả nhà. Thì nghe cái tiếng, mọi người nghe cái tiếng rất là ghê luôn. Tiếng của người âm mà đâu phải là bình thường đâu. Thì ok, thì hôm nay á, mình cũng đã khai khẩu cho Hương Linh nói chuyện cho mọi người nghe đó. Khỏi mất công cầu cơ, con cơ cho quay lại cũng mệt lắm.
Nhìn cho nó rõ nha cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây, và tập sau hay là tập nào gần đây mình sẽ đến đây giúp cho Linh này nha. Ok, chào mọi người nha, bye cả nhà.